Rồi, xin chào bọn con. Hôm nay thầy cùng với bạn Phương Anh và chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu một chút về phần hình học trong chương trình toán lớp 3. Trong đúng sách giáo khoa và đúng chương trình của bọn con ấy, thì cái phần này các thầy cô giới thiệu thôi và mô tả vô cùng đơn giản chứ không có hỏi cao siêu gì đâu. Nhưng mà chúng ta sẽ vẫn cứ nói với nhau những điều mà hơi nâng cao một tẹo, hơi ngoài lề một tí để cho bọn con hiểu rõ hơn về phần này. Đó chính là phần góc. Bố chỉ nói là thế này thôi nha. Góc mà mình đang nói ở đây là trong phần hình lớp 3, hình học lớp 3, những cái khái niệm mở đầu để bọn con hiểu thế nào là góc, rồi lên lớp 6 mới là học chính về góc, rồi lúc đó mới học là số đo góc, rồi là tia phân giác của góc, rồi cộng góc, rất nhiều cái thứ liên quan tới góc. Nhưng mà ở lớp 3 thì chúng ta chỉ nói sơ sơ là đầu tiên con học được cái gì về về góc ở lớp 3 nào, con học được cái gì, con nói cho các bạn nghe nào, trong đầu con có cái gì về góc. À, còn nói to cho các bạn nghe, đó là góc vuông. Đúng rồi, thế góc vuông thì vẽ như thế nào? Góc vuông vẽ một đường thẳng ngang và một đường À, một đường thẳng đứng và một đường nằm ngang thì nó tạo ra góc vuông. Rồi bố vẽ theo ý con nhá. Đây, bố vẽ một đường thẳng đứng. Rồi đây vẽ một đường nằm ngang. Thế nó vuông là vì sao? Vì tại vì chỗ này nó vuông. Đúng không nào? Đấy. Thế cái góc là nó góc là nó chỗ nào? Theo con thì cái góc là nó ở chỗ nào? À, góc góc là chỗ nào? Góc nó là cái chỗ này này. Đấy, nó là đây, đó là cái phần góc này. À đúng rồi, cái phần này nhưng mà nó vuông nên người ta gọi nó là vuông. Thế cái góc không vuông là góc gì? Con học góc gì? Là góc lệch đi gì, là góc góc nhọn, là góc không vuông, là góc góc tù, tức là nó không được thẳng đứng nữa mà nó bị lệch đi, tức là mình có một cái đường ngang như thế này nhưng mà bây giờ cái góc lại lệch đi như thế này thì cái phần này người ta gọi là góc nhọn. Thế nhưng cũng là cái phần ngang như thế này nhưng bây giờ nó lại lệch như thế này thì cái phần này người ta gọi là góc tù. Đúng như nào? Góc tù. Thế vấn đề tiếp theo bố vẫn muốn bọn con hình dung được và hiểu được, chứ không phải là mình chỉ học vẹt và mình ghi nhớ một cách định nghĩa quy định là như thế này đâu. Mà góc ấy là cái hình nó như thế nào cơ, là cái phần không gian ở đâu trên hình vẽ cơ. Nào, thế góc là gì? Góc là khó định nghĩa đúng không? Góc là gì nào theo con? Góc là hình vẽ như sau. Đấy, góc là hình vẽ như sau. Đây, vẽ như này. Góc. Đấy. Đấy. Góc. Góc. Tạo bởi hai được. À, tạo bởi hai cái gì? Đúng rồi, ý Phương Anh nói thêm là mình đang khai thác cái định nghĩa đây này. Góc là hình tạo bởi hai. Hay là À, ok, lớp 3 chúng ta sẽ nói là hai đoạn thẳng. Hai đoạn thẳng hay là mở ngoặc hai cái que. Nhưng chung chung gì? Nhưng chung gì nào? Ai biết là chung gì? Chung một gì? Chung một. Chung gì đây? Chung một một điểm, chấm. Điểm đó gọi là đỉnh của góc. Ok không? Đây mới là góc, và cái góc là cái phần không gian ở giữa hai cái que đó. Thầy nói thêm nhá, cô nói thêm cho con nghe nhá. Góc là cái phần ở giữa hai cái que đó. Bây giờ thì con đã hình dung được góc chưa? Thế bây giờ nếu như nó chỉ là hai cái que thôi mà không chung một điểm thì có thành góc không? Vì yêu cầu của mình là phải chung một điểm mà. Đây này, nếu như mà nó là hai cái que, đây, cái que đây, sau lại cái que đây, thì chỗ này không phải là góc, không là góc, chứ không thì viết tắt nhá, không là góc, bởi vì nó không có chung một điểm. Góc là hai cái que nó phải chạm vào nhau như thế này này,
thì nó mới ra cái phần không gian ở giữa hai cái que này này. Đấy, phần không gian ở giữa hai que này. Đây là một cạnh của góc, đây là một cạnh của góc. Và chỗ chung nhau này người ta gọi là gì? Điểm, nhưng mà gọi là gì của góc? Gọi là gì của... Gọi là đỉnh của góc. Thế còn hai cái que thì người ta gọi là gì? Hai que hai bên. Lên lớp 6 thì người ta gọi là hai tia nhá bọn con nhá. Nhưng mà bây giờ lại nói với bọn con lớp 3 là tia là cái gì thì nó rất là lằng nhằng. Bây giờ mình cứ hiểu rằng hai bên nó là hai cái que, hoặc là hai cái đoạn thẳng, hoặc là hai cái bút kép vào với nhau, hoặc là một cái bút và một cái thước chạm vào với nhau. Nhưng mấu chốt ở đây là phải gì với nhau? Nối với nhau. Đúng rồi, mấu chốt là phải nối vào nhau, tức là chạm vào nhau, phải chung nhau một cái điểm gọi là đỉnh. Và hai que hai bên gọi là gì của góc? Gọi là gì của góc? Gọi là cạnh của góc. Đó. Góc là toàn bộ cái phần không gian, cái phần mặt phẳng ở giữa hai cái que. Thế cái góc này thì nó sẽ có thể to, có thể nhỏ. Bây giờ mình vẽ góc nhỏ xem nào. Góc nhỏ là góc như thế nào? Góc nhỏ là mình vẽ một cái que. Xong mình vẽ một cái que nó nhỏ nhỏ thôi. Cạnh đấy thôi. Đấy, góc nhọn, góc nhọn là góc này là góc nhỏ. Thế bây giờ nó to hơn nào? To hơn nào? To hơn thì vẽ thế nào? Theo con đặt thước như nào? To hơn góc này một tí. Mình vẽ góc vuông. To quá. To hơn thôi tí thôi. Mình vẽ to hơn muốn nhìn nào. Ok. Bạn có nhìn thấy chưa? Hai cái que chung một điểm gọi là đỉnh của góc, và góc này này. Bạn nhìn thấy nó to như góc này không? Thế mà nó to nữa. To nữa thì nó có thể thành góc vuông. Đấy, ví dụ hai cái que mà nó mở ra như thế này. Đúng không? Rồi, to hơn nữa. Ok, to hơn nữa. Thì chúng ta có góc. Góc tù là cái phần không gian tù nó xòe xòe ra như này này. Và mô tả trên hình vẽ nhá. Bây giờ thì mô tả cho bọn con xem này. Nếu như chúng ta kẻ một cái cạnh đầu tiên của góc như thế này, cạnh đầu tiên của góc, đặt cái thước vào đây. Bây giờ thầy bắt đầu lấy cái bút này là cái que thứ hai, thầy bắt đầu để này. Ban đầu nó nhỏ nhỏ như này này, xong nó to dần to dần to dần to dần thì đến đây nó vẫn là góc nhỏ. Nhưng mà nó to đến lúc nó thẳng đứng như này thì nó là góc vuông. Và tiếp tục nó ngả sang bên này thì nó thành góc tù. Ok, được chưa? Đấy, những cái hiểu biết ban đầu của bọn con về góc nhá. Rồi xong.